Trọng tài Bùi Thị Nhật Lệ đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để các võ sĩ có thể bắt đầu trận đấu. Trong các trận đấu nữ của VSP Pro, các võ sĩ sẽ thi đấu trong vòng 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và với 1 phút nghỉ giữa hiệp. Combo đầu tiên tới từ Yến Phương. Cả hai đều thi đấu ở thế tấn Orthodox. Lương Thị Ngoan rất chủ động ra đòn. Có thể thấy cả hai võ sĩ sở hữu tốc độ tay tương đối tốt. Lương Thị Ngoan có lợi thế về sải tay nhỉnh hơn đối thủ. Trong khi đó thì Huỳnh Ngọc Yến Phương là người có thể hình tốt hơn. Chúng ta cùng chờ xem chiến thuật mà cả hai võ sĩ sẽ sử dụng trong ngày hôm nay là như thế nào. Lương Thị Ngoan là người vừa giành được tấm huy chương đồng tại giải boxing quốc gia 2023. Trong khi đó thì Huỳnh Ngọc Yến Phương được huy chương bạc Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022. Cả hai võ sĩ đều đã thi đấu ở những đấu trường cao nhất của boxing Việt Nam. Một cú phản tay sau rất tốt của Lương Thị Ngoan. Võ sĩ của Hồ Chí Minh Boxing Club đang lựa chọn một đối đánh rất an toàn. Cô lựa chọn những tình huống phản đòn khi mà Huỳnh Ngọc Yến Phương quyết định áp sát. Cho tới hiện tại thì Yến Phương vẫn đang chưa thể tìm ra được một phương án nào để tấn công hiệu quả lên Lương Thị Ngoan. Các cú jab cùng với một cú tay sau của Yến Phương đi rất chính xác. Có thể thấy Yến Phương đang gặp rất nhiều khó khăn về việc tìm cự ly đánh đối với Lương Thị Ngoan. Tiếp tục là một tình huống ra đòn tay sau chính xác của Lương Thị Ngoan kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Tại sự kiện VSP Pro 5 ngày hôm nay, chúng ta sẽ có tổng cộng 7 trận đấu với 5 trận đấu dành cho nam và 2 trận đấu dành cho nữ. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với hiệp thi đấu thứ 2. Lương Thị Ngoan vẫn đang chọn lối đánh out fighting với một cú thẳng trái, thẳng phải rất tốt của Lương Thị Ngoan. Những cú đấm tay sau của võ sĩ tới từ Hồ Chí Minh Boxing Club đang làm tốt, rất tốt nhiệm vụ của họ. Tốc độ tay của Lương Thị Ngoan vẫn còn rất nhanh. Yến Phương chưa thể tìm ra được một cự ly ra đòn thích hợp. Trong khi đó thì Lương Thị Ngoan thi đấu tương đối thoải mái. Những pha lắc vai và lựa chọn thời điểm ra đòn rất tốt với những cú tay sau như vừa rồi. Tình huống ép đài không thành công của Yến Phương. Có thể thấy tốc độ và sự chính xác là ưu điểm vượt trội nhất của Lương Thị Ngoan cho tới hiệp 2 này. Có lẽ Huỳnh Ngọc Yến Phương nên lựa chọn phương án áp sát một cách tốc độ hơn. Cho tới lúc này thì chưa một lần nào Lương Thị Ngoan bị ép góc. Đó cũng là cơ hội để cô thoải mái sử dụng bộ pháp của mình.
bóng đánh của Yến Phương còn rất với, chưa thể tìm được đúng tọa độ. 5 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Giây cuối cùng chứng kiến combo tay sau chính xác của Lương Thị Ngoan. Thi đấu thứ ba bắt đầu. Trả lại một combo vào phần body của Yến Phương, Lương Thị Ngoan liên tiếp tung ra những cú đấm chính xác. Lối đánh vừa lùi vừa phản công của võ sĩ từ Hàn Quốc, Hồ Chí Minh Boxing Club đang làm rất tốt. Bây giờ thì không chỉ về việc lựa chọn thời điểm và cự ly ra đòn. Cú đấm của Lương Thị Ngoan bắt đầu phát huy được uy lực. Không có knock down, đó là một tình huống trượt chân của Yến Phương mà thôi. Combo 6-3 rất tốt, một cú uppercut. Cú xúc nối tiếp với một cú đấm vòng tay trái. Yến Phương đã bắt đầu tỏ ra lúng túng trước các tình huống bất ngờ nhập nội của Lương Thị Ngoan. Một cú chạm ngay lập tức khi Yến Phương vừa nhập nội. Pha thả mình lựa chọn thời điểm không thể chính xác hơn của Lương Thị Ngoan. Võ sĩ của Hồ Chí Minh Boxing Club đang thi đấu rất thoải mái. Pha đổi đòn. Bây giờ Lương Thị Ngoan là người đang chủ động tấn công. Bấm thẳng tay sau và nối tiếp bằng một đòn body shot ngay vào phần bụng của Huỳnh Ngọc Yến Phương. Giây cuối cùng và Lương Thị Ngoan đang chiếm ưu thế rất lớn. Khi kết thúc hiệp đấu này, hoàn toàn cô có thể tự tin vào một kết quả thắng điểm nếu trận đấu đi tới những giây cuối cùng. Không cần ngồi nhá, còn thì ngồi đi. Lần nữa. Thứ tư và cũng là hiệp thi đấu cuối cùng của trận đấu đầu tiên tại VSP Pro 5 ngày hôm nay. Pha đánh trận tốt của Lương Thị Ngoan hiệp đấu và nối tiếp với một đòn móc trái chính xác khi Huỳnh Ngọc Yến Phương đang cố gắng tiếp cận. Quyết định áp sát của Yến Phương đến khá muộn khi mà cô đã bị dẫn trước ở ba hiệp đấu đầu tiên này. Lương Thị Ngoan cũng là người chiến ưu thế, phòng thủ rất tốt. Một đòn phản số 2 cực đẹp của Lương Thị Ngoan. Bây
giờ thì ngay cả những quyết định áp sát của Yến Phương cũng cần phải được cân nhắc nếu cô không muốn dính thêm nhiều đòn như vừa rồi. Lương Thị Ngoan không chỉ lựa chọn được thời điểm tấn công cho bản thân mà cô còn đón lõng được các tình huống áp sát của đối thủ. Một bàn móc số 3 tuy không chính xác hoàn toàn nhưng khiến nhịp thi đấu của chậm lại rõ rệt. 49 giây cuối cùng, một đòn số 3 tốt nữa của Lương Thị Ngoan. Đầu của Yến Phương bật ngửa ra sau, cho thấy uy lực của bóng là rất tốt. Bây giờ thì Yến Phương lại bước vào vùng ra đòn của Lương Thị Ngoan. Lương Thị Ngoan thực sự đang nhảy điệu tango trên sàn boxing khi kiểm soát được từ vị trí của giao tranh. Hai đòn bạn, một đòn hai đòn thôi, không phải đấm nhiều. Bốn hai, giây cuối cùng, lực áp sát không thành công. Tiếp tục là người ra đòn tốt hơn. Một màn thể hiện rất tốt của Lương Thị Ngoan trong màn ra mắt sàn đấu VSP Pro ngày hôm nay. Và chiến thắng tính điểm đồng ý 4 điểm 10 tuyệt đối cho Lương Thị Ngoan nhờ màn thể hiện xuất sắc vừa rồi. Một chiến thắng không thể tranh cãi khi mà Lương Thị Ngoan đã để lại những dấu ấn rất đẹp với các đòn đánh của mình trong trận đấu đầu tiên của VSP Pro 5 ngày hôm nay. Thank you.